Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel mình. Hôm nay mình đã quyết định rồi, mình sẽ đi thi Sasuke Việt Nam để thể hiện bản lĩnh của mình như thế nào. Đấy, mình sẽ gọi là thi đấu với tất cả để xem là mọi người tuổi gì với mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thi đấu rồi. Úi rồi, lần này là mình sẽ thi đấu người chơi các bạn ạ. Đầu tiên ý là thi đấu với mình là thằng màu vàng các bạn ạ. Ai màu vàng cục phân. Ôi ôi, mình đấu vị sư minh gao. Người đi tù à? À thằng này à, tội phạm muốn đi thì Sasuke. Úi ôi, đây chính là cái bẫy mà kẹo các bạn ạ. Cái đấy, cái bẫy kẹo đấy. Ôi, sư minh gao chuẩn bị vượt mang mình cởi. Rồi là siêu nhân gao không tuổi gì cả. Úi rồi, ui anh ta sau khi đã win rồi anh ta còn nhảy nhiều nhất karate. Ui, ai đây? Spiderman hắc ám à? Úi rồi nhá, tóc mơ rồi. Thằng tù nhân bị nhốt lại vào trong tù rồi, thu thố rồi. Cái này hơi nguy hiểm đấy các bạn ạ. Quảng cáo à? Sao đây là một quảng cáo một trò chơi kiểu thu thập anh em không ạ? Hay đây như thế này, cái tour nào toát đi này. Đó, bố mình đang chơi Sasuke. Ok các bạn ơi, ui ôi xung nhân gao ơi, kẹo đây là những thanh kẹo gọi là kẹo cái gọi là bập bành như các bạn ạ. Ui rồi kẹo này đáng nhẽ để ăn, giờ người ta biến nó thành sắt. Bây giờ rồi, cho dù là siêu nhân gao, cho dù là siêu nhân cuồng phong, nung nổ rồi xà thế nhỉ, chẳng thế nào chẳng mình vẫn thắng. Ui ở điệu nhảy à, ui ôi điệu nhảy Hawaii à, khiêu khích chúng nó ơi, ngoái đít lên này bên này kinh vãi, nhưng mà mình vẫn chưa mở được. Hỏi top 1 siêu nhân gao à, này thì siêu nhân gao rồi, mình sẽ xem nào. Ôi ôi, sao vừa vào đã ra quảng cáo rồi, xem nào. Đây là một trò. Trò này là trò giống kiểu thả nước cho cá sấu nhỉ quân nhỉ. Hay thật, hay thật, đây đây toát ra nào, xem nào. Qua trận đấy mình có 615 vàng, xem 615 vàng mình nên tiêu gì nào. Có thể unlock được skin kìa, vòng quay sổ số à, hay nhỉ. Thế là thôi mình sẽ kiểu quay số tí các bạn ạ. Đây quay ít thôi lại ra được 300 ăn đắp toàn đun rồi. Ơi mình thích cái này gợn này cho nhìn nhiều. Ui đúng rồi, vòng quay số ra cái gì đây, con số bị nhảy ông nem cân xài. Quá chết, lấy luôn điệu nhảy này nhá. Quay thêm một lần nữa này, ra cái gì đây. Vậy gọi là ngoáy mông khiêu khích nữa. Nhưng mà tuổi cái điều nhảy này không tuổi gì các bạn ạ. Mình thích điều nhảy ông em cắn xài hơn đấy. Cắn xài quá chất thôi, đều nhảy này ra nào. Ui ôi đấu với tinh tinh à, zombie các bạn ơi. Hôm nay đấu với ui cuộc đua tử thần bắt đầu. Ui trông gai này. Ôi lái tốc độ ban thờ các bạn ạ. Đây là gần giống cuộc đua tử thần hơn là cái trận đấu các bạn ạ. Ngu người. Úi ôi mình cũng ngu người theo. Úi ôi ba thằng ngu người. Úi ôi ngu trời tiếp tục. Úi ôi chú tuổi tôm, ông già zombie vlog đã bị thua được bạn ơi. Thằng kia nó nhảy karate à. Úi ôi Santo à, cay quá các bạn ơi. Tiếc là mình không win được, thế là nó không cho mình nhảy ông em cắn ăn xài các bạn ạ. Không sao, top 2 mình vẫn thi lại được. Úi ơi, thằng này giơ tay hoan nghênh quá nhỉ. Cái trò này là trò mình đang chơi mà ta. Đây là trò mình đang chơi nhưng mà trò này đấu một mình. Rồi tiếp tục thôi. Ôi ơi, what the hell các bạn ơi, cái trò mình đang chơi sao tự nhiên lại hiện trên này. Đây trò mình đang chơi đây. Tại cái gì. Mình sẽ thi đấu lần thứ hai các bạn ơi. Nào lần này là phải chiến thắng đấy. Ui ôi thằng trả trâu kia nó chạy rồi. Này thì
đầu. Mình nhìn nó mình không dám nhìn các bạn ạ. Xót quá. Tội nghiệp thanh niên đấy nhở. Úi rồi. Màu đỏ bi đi à. Win. Anh cục chỉ à, ông em cắn phải. Khuyến khích nó kìa. Ngon lên đây. Đấy. Còn múa tay ghê thật. Không 100% gì này. Ô Thành ơi. Yeah, úi rồi. Giờ này Hiểu Hương ơi. Hello mọi người. Quá chất chét zoom này các bạn ơi. À, mình cần chìa khóa. À, mình không có chìa khóa, mình cần xem video thôi thôi. Ok các bạn ơi, vừa nãy là quảng cáo nó bị lỗi. Lần này anh em trở lại vừa lấy ăn xưa rồi. Ồ, gì đấy? Epic à? Ồ, đây về chính thức à? Level. Ôi các bạn ơi, mình nhìn này, nhìn mình. Hình như thành quả của việc đi thi Sasuke Việt Nam này. Còn sắm chỗ đây này, cơ bắp cuộn cuộn này. Nào, level. Oh, bây giờ cơ bắp cuộn cuộn này giờ với chú tuổi tôm thôi. Oh, cái này phải canh bạn, cái này kiểu canh ấy. Rồi. Chính xác này. Ôi mình nhảy đến đây. Ui, cái này khó đấy, cái này khó phết đấy. Đây là một cái rất nguy hiểm. Rơi tóm xuống nước bạn ơi. Thua rồi. Cái đấy là chính là cái khó nhất các bạn ạ. Cái đấy mới chính là cái khó nhất. Rồi. Game xây dựng à? Chờ một tí nhờ. Game xây dựng chắc chắn là qua nhanh rồi. Xem bây giờ mình xem. À nó xây cái tòa tháp gì đó mà. Nào. Rồi. Ôi mình. À không không, mình thi tiếp không nào. Rồi. Thi với em nào. Úi ôi. Ba thằng trả thâu như nhau. Màu hồng nam tính, màu xanh. Ôi nó chạy trước mình rồi. Thôi xong rồi. Thôi. Ôi. Chết rồi. Ui. Ai em đai để cầm lời, chúng nó đi nhanh thế. Ôi. Ôi từ. Cái này phải canh đấy các bạn ạ. Không phải dạng dễ đâu. Vừa nãy mình khinh cờ. Ui ơi. Chúng nó bị bốc. Ui. Nhanh. Rồi thoát rồi. Ủa chúng nó bị đấm bốc, nó đấm một phát đi bụi kìa. Ủa đây đấm một phát đó à. Nó đấm đau quá bạn ơi. Nó đấm đau quá. Mình thì nhảy ông em cá đất dài xin kích chúng nó như thằng tơ. Ồ ông nam tính nó đi. Mình chỉ chạm nhẹo thôi. Ồ quả này có vẻ khó đấy. Thằng kia nó vượt qua được kìa. Ngáo đá à. Quả này khó đấy. Chạy này. Ôi cái này à. Khi nào nó rút. Nó vừa rút lại sau cái này làm sao nhìn được. Làm sao? Úi ôi, mình đẳng cấp không? Mình không thể nhìn được. Ôi người nó đang nhảy lên kia, nó khiêu khích mình kìa. Được rồi, anh mày sẽ đến đây. Thằng màu xanh kia cứ đợi đấy ha. Thằng màu hồng cứ đợi đấy. Rồi, mình có tin đâu này. Mình đứng im bất động này. Thằng này đang nhảy võ karate. Thằng kia nó sau đít. Ôi, đứng nhận là người rơi à? À, nghe ghê phết. Yeah, nó rơi tay huy chương mà mình đứng im này. Nó thủ độ rồi. Quả này hơi ghê đấy các bạn ạ. Ai cần quảng cáo Shopee các bạn ạ. Mình sẽ thoát ra thôi. Rồi. Trận này thi đấu với thằng màu hồng mới là căng thẳng các bạn ạ. Các bạn nhớ vào đây không? Tốc độ di chuyển của nó rất là cao. Mặc dù là mình phải khỏe hơn nó chứ. Mình màu vàng mà. Ui rồi. Giờ mình chơi IQ hơn rồi. Để cho nó. Còn kia nó bị đập một phát vào đầu. Nó không bị đập kìa. Hay thật. Thôi xong. Thôi xong mình đi bộ trước nó này các bạn ơi. Mình đi bộ rồi nữa. Ơi nó bị quần ngã rồi. Đây giờ chắc chắn nó sẽ bị mấy cái thanh đấm bốc cái đấm như một phát. Bây ôi nhanh mình thấy có cái vải ở đây mình biết rồi. Đấy. Rồi chắc chắn nó sẽ không vượt qua cái này bằng bro mình được. Úi ôi bây mình bro rồi mấy cái tuổi tôm mình chỉ có là đẳng cấp này đấm này. Úi ôi đuôi trời thằng màu hồng kia. Vừa nãy khiêu khích ai, giờ mình sẽ khiêu khích bằng kiểu ông em cắn nó xài này. Này, cái gì còn đấy chưa? Thằng Mường nó nở tít rồi này. Ui, kiểu múa quay các bạn ơi, kiểu múa quay vậy ạ. Đấy, mọi người thấy anh đẹp trai không? Ui, quá khỏe. Tiếp tục level nào. Không có gì để mà khó. Không biết là... các bạn ơi, mình nhớ này các bạn ạ. Cái phần Elementronic các bạn ạ. Cái phần khó nhất là cái đàn phần này này. Hình như là nếu mình không chơi qua được. Ui,
sao toàn đấu với Thái Lan này, toàn đấu với trận chuồng này, tính nào nãy giờ mình chưa nhặt mặc được cái đồ nào đâu ấy. Ai di chuyển nào, nó quật vào đầu đi bụi lu ơi. Anh ơi nhanh quá, bây giờ mình sẽ phóng nhanh quá. Tớ ơi ơi, nó dính vào rồi các bạn ơi, phóng ui ơi, tốc độ bàn thờ yếu. Nó quật một phát vào đầu đi bụi luôn. Chắc chắn mình sẽ chạy nhanh hơn nó. Làm sao? Ngày có đuôi tí sát đi này. Ôi giời, thằng màu xanh chi ra kia. Cứ đợi đấy múa võ đáp với anh. Thật cái này điệu múa Hawaii này buồn quá. Buồn u này. Ai? Yeah. Bạn này là hơi căng thẳng. Thằng ai được khoe mình khỏe mạnh à, được rồi. Đợi tí nữa các bạn ạ, tí nữa mình sẽ cho nó thể hiện sau. Rồi. Ở trên miệng tay mình nhấn vào rồi. Mình sẽ tiêm sẽ thể cho nó thể hiện sau. Nó dám thể hiện với mình. Được lắm, mặc dù mình top 2 thôi ấy. Vì mình là người đầu tư ra cái này nên là chúng nó tuổi gì ấy. Nào, ui bị cái kia đập vào đầu chắc đau lắm nhờ. Cái này về căng thẳng này. Cái này là do mình làm ra nên mình cũng chịu. Ui, thằng kia đi chung yêu. Hai thằng mình ngã sơ mà luôn. Chạy. Sời, ai chạy nhanh thì thằng cũng sống. Thằng màu xanh xí đa kia đuổi được kìa mình không? Yeah, ui ôi, đứng. Bình chân như vậy, đứng ngay đây. Con em cắn xả. Mày con mình đi trước nó rồi. Ok, bây giờ là chắc là mình đủ tiền để các bạn. Ui, giờ không khoe cơ thể cho mình à, giơ tay trời à. Mình sắp đến phần đặc biệt khó rồi các bạn ơi, sắp đến phần căng thẳng rồi. Electronic phần là cái giống thật 100%, bởi vậy là không phải trò chơi đâu, cái này gọi là giống thật đấy. Rồi 300 vàng mình sẽ quay nào. Sao tự nhiên ăn đắp gian đung điêu mới có thể chọn màu cho mình này à. Mình thích màu xanh sida ấy, cho nó ngầu loài, không phải màu vàng. Mà này mình thắng chắc rồi các bạn ơi, mình bộ đấu với một thằng béo à. Ban kẹp một phát đi bụi này. Ôi ôi sao? Ok, mình phải canh đấy, nó kẹp xuống này nhảy này. Ui ôi, giờ mới qua được. Cái này mới gọi là căng thẳng các bạn ạ. Không để cho cái này xoay vô. Trời ơi. Ôi nó chạm một chi vào đầu của mình. Mình cũng đi bụi luôn ạ. Ôi cái này hơi căng thẳng đấy nha. Ôi mình sắp thua nó rồi. Ơi Thôi xong. Thôi xong rồi đấy. Nó tới một kìa, thằng béo này. Các bạn ơi, thằng béo không thể khinh thường thằng béo được. Các bạn có thể thấy là cho dù nó béo, nó còn chạy nhanh nhất luôn ý. Ôi, được rồi thằng béo, đợi đấy, chú cứ đợi đấy. Rồi, mình được thi đấu rồi, giờ mình thi được viên gấu kìa, cả một đứa bạn gái xinh tươi ấy. Rồi, này, ai quy này. Giờ mình thông minh rồi, vừa nãy tự nhiên đấu với thằng béo, mình lại thua thằng béo thế mà cày. Là mình có IQ hơn rồi. Yeah. Rồi. Sao? Cái bây giờ đây là cái này leo thang cử thần thôi. Bạn nữ kia gọi là sức yếu quá, thế là bị con gấu nó thắng này. Gấu đế vương quá. Thằng này vừa lên nhìn mình nhảy ông ngon cắn nó xài. Kinh vãi. Ôi ôi. Ôi ôi, Iron Man này. Kinh vãi. Yeah. Thì làm sao? Ui, tội nghiệp bạn gái này, bạn nhìn kệ. Thằng gấu này. Rồi mình sẽ thắng nó thôi. Ôi, cái game quá gì đấy. Hình như game này game giải cứu các bạn ạ. Thằng gấu. Các bạn ơi, các bạn có nhớ thằng gấu đấy không? Thằng gấu đấy hình như nó cũng nguy hiểm đấy các bạn ạ. Các bạn nhớ vào đấy không? Nó vượt mặt bạn gái mình luôn rồi. Thằng ấy dám vượt mặt bạn gái mình sẽ cho nó một tay học. Các bạn đã thấy ai đẳng cấp như mình chưa? Quá giỏi. Sao? Ui, ôi trời. Ôi giời, ui ôi, tại mình thích kết kìa. Lần trước mình cũng bị kẹp vào đấy thế à. Nhìn kẹp bánh mì vào tay, ui, kẹp vào đấy rồi. Ui, nhẹ ông em cắn nó xài rồi. Lên, để nhìn nhảy này. Đúng rồi, lên nhìn nhảy
Nó vừa lên nó nhìn thấy mình nhảy luôn. Quá thật rồi. Đây là huy chương rồi. Emetronic rồi, còn này mình sẽ không ở dương đâu. Tại vì ở dương là mình mất chìa khóa mà mình không có chìa khóa. Đây là tựa game mình đang chơi. Nó 3D nhưng sao tự nhiên lại có một người này. Hay thật, thôi kệ đây. Hoặc quá ấy, là mình không ngu nữa. Thế mình còn nhìn ấy, có Spider-Man này. Thực tế không phải vậy. Ê, về chính thức của mình, Electromic. Mình phải chơi phần khó nhất của tựa game này. Phải vượt qua ít nhất một lần. Làm sao? Ui, cậu biết cái này tốn cực kỳ nhiều sức không các bạn? Ui, cái này kiểu như là trò hacker các bạn ạ. Trò run khỏi quái vật ấy. Sao còn kẹt ở đây nữa? Ui, xuống ấy. Ui, cơ bắp cuồn cuộn nhưng mà khỏe phết. Khó này, khó bên mấy anh cũng cơ bắp cuồn cuộn rồi. Giờ phải win được cái này mới được. Thắng à? Mình chưa? Mình đi thật xa chỉ ghê nhiều rồi, giờ quen cái này rồi nên không sao. Ui, win được các bạn ơi. Tập Sasuke nhiều cơ bắp cuồn cuộn. Xem anh có nhảy ăn ông em cá nó xài nào. Ui ôi, cơ bắp cuồn cuộn còn nhảy ông em cá nó xài mới kinh chứ. No thanh không cần. Ui đám trăm vàng kìa. Trò này cho tạo kem mà ta. Ui, vừa đấy là mình đã có kinh nghiệm mà chơi rồi, giờ chắc chắn là không thua đứa nào cả. Rồi mấy chú tuổi solo các bạn ạ. Còn đây là không tuổi solo mình nữa rồi. Ôi mình có 800 vàng này. Cảm ơn các bạn. Vừa nãy là mình chỉ quay cái điệu nhảy thôi các bạn ạ. Giờ mình sẽ thôi. Mình sẽ điệu nhảy này. Khinh thường nó ngoáy đi cho chúng nó xem. Rồi giờ với là anh nó unlock skin này. Ra con số gì đây? Skeleton nuôi có cả hình trái tim trên này cơ ạ. Rồi lùi thi nhau với thằng Skeleton. Thằng Skeleton thua rồi. Thi nhau với một ông già vlog ở cái này cái gì đấy. Cái này cúi đầu xuống các bạn ạ. Ôi cúi đầu xuống. Ấy nó không tới đây ạ. Ôi chạy nhanh. Sao mình lại bị. Ôi nó kéo xuống đầu cả. Cái đoạn này khó phết này. Đợi, cái này hơi căng thẳng bạn ạ. Cúi đầu xuống. Quá chất các bạn ơi, đẳng cấp quá. Ok đi, cúi đầu xuống này. Bọn đi rồi. Hàm răng bá đạo. Nào lên. Cái bánh mì ba tê ở giữa cái hàm răng luôn. Bạn nhảy nhanh nữa. Ôi trời, mình đoạn bị ơi căng rồi. Trời ơi, mình có khi mình lại bị thua ban nãy. Rồi xong rồi các bạn ơi, người X Quang đã bị thua rồi đó. Trời lạ. Mình làm chủ mà. Đây là trò cuộc thi xem ai là có ý thức cao nhất. Ui giời, đu dây điện, thất tình tự tử, đu dây điện, điện giật tê, chết từ từ các bạn ạ. Tôi thất tình tự tử, đu dây điện, điện giật tê, chết từ từ luôn. Quái rồi, giờ chơi lại. Ôi, giờ đối với thằng trong BK Pokemon nhưng mà đối thủ cao cấp hơn. Các bạn biết là ai không? Thằng kia nó có cơ bắp cuồn cuộn thế kia. Mày thế? Cái thằng màu vàng kia kìa. Màu vàng kia nó có cơ bắp cuồn cuộn. Giờ mình không ngu nữa. Này bật. What the hell. Bật này. Quá rồi. Quá hay. Sao vừa nãy nó không bật ta? Mình đứng ở đầu chõm của nó mà. Ui ngoáy đít vào chúng nó. Quá chất luôn. Iron Man full rồi các bạn ơi. Quá hay. Ôi thằng này là thằng đấu trong mấy cái mồm đầy đây. Đây là cái thằng kinh khủng này. Cơ bắp cuồn cuộn hơn mình mà làm sao chạy nhanh bằng mình được. Trời ơi gì rồi solo ấy. Anh là bá đạo nhất. Các bạn thấy nó cơ bắp cuồn cuộn đúng không? Mình thì gọi là Skeleton rồi. Ôi giờ mới đấu cơ bắp cuồn cuộn này. Ôi chật bại. Đi, ôi, thằng cơ bắp cuồn cuộn kia nó cơ bắp nhiều nhưng nó ngu quá các bạn ơi. Nó ngu, chứ không phải là nó khỏe thì nó khỏe hơn mình thật. Nhưng nó ngu hơn mình ấy, vậy thua mình ấy đơn giản. Này, ôm dẫn biển, nhảy. Quá chất chơi, rồi, thằng kia quay lại đầu kìa. Anh mày là hơi bị đẳng cấp rồi, nó đang ngoáy đít
cho chúng nó xem mà thằng kia nó chưa kịp đến nhìn. Ủa cái gì đây, người nào trong biệt đội Avenger đây mình không biết nữa. Ôi ơi, cơ bắp thụt lỗ ơi, tội nghiệp quá. Ô đây một trò trượt nước à. Ô I can fly này con ơi. Ô trò này nhìn hay thế nhỉ. Rồi ô hết đối thủ à. Thôi thì thôi, giờ là phải ra quyết định là đến bàn Editronic kia đã. Ôi mình đủ 420.000 này con ạ. Rồi nào. Ôi giờ sao lại đấu với hai thằng rầm rầm này. Ôi thôi, có khi là quả này mình không vượt qua được rồi. Đâm hẳn vào đây đi bụi luôn ạ. À. Đi. Ôi what the hell. Ui cái này khó phết đấy, không phải dạng vừa đấy các bạn ạ. Ấy bây giờ mình phải canh, mình phải dừng đúng lúc. Ui cái này phải là kinh khủng mẹ. Nhảy nhảy. Ôi ôi với không kịp rồi. Nhảy ấy nhảy. Ui ôi thằng kia tốt một các bạn ạ. Ôi nhảy này. Ui ôi cái đoạn này kinh điển phết ơi. Thằng kia nó nhảy cái gì đấy, nó nhảy điệu vọt karate các bạn ạ. Nó đi xuyên đầu mình luôn ạ. Đáp à? Ờ đáp này. Rồi mình vẫn chưa thắng được rồi. Thằng ấy là tại mình chỉ kẹt vinh dự lắm mà tí nó bị thụt lỗ luôn. Thế nên mình sẽ cho nó thụt lỗ luôn. Thằng ấy là dám cướp ngôi vị top 1 của thánh Sasuke của mình. Tí nữa là ôi ôi đấu với thằng này này, cái này với căng thẳng này. Này này chùy xoay cái này kiểu dạng chùy xoay các bạn ạ. Rồi đây đây đây. Úi rồi cái này là phải cần IQ các bạn ạ. Ôi ôi vừa nhắc là phải dùng IQ xong mình đâm đầu kia luôn. Rồi đấy mình phải đi từ từ thôi chứ mình không đi nhanh được. Ấy thôi xong. À, thằng kia đứng bất động à, bình chân như vậy à, bình chân như vậy thì càng tốt. Ây chết quả này nhảy. Sao mình lại nhảy xì được này, tư thế nhảy đâu. Rồi chuẩn bị nhảy này. Nhảy rồi giờ mới bắt đúng này. Xoài một hit ăn luôn nào. Nhảy ông nhanh cả nhảy điều nhảy khiêu khích này. Ấy này quá chất luôn. Ô điều nhảy mới đa. Thôi video đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt tất cả các bạn.